À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái thiết bị đo của Metrology. Thì đây là cái một cái cơ của Taiwan, giá thành rất là tốt, chất lượng rất là ok. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một vài cái tiêu biểu của Metrology mà bên mình thường bán. Là những cái thiết bị chuẩn của Metrology. Thì ở đây như các bạn thấy, đây là cái bàn đá mà để kết nối với cái đồng hồ so. Thì đây là cái loại hiện nay khách hàng cũng thường hay dùng, giá thì chỉ có khoảng khoảng một nửa so với hàng Nhật. Rồi kế tiếp thì mình xin giới thiệu cái loại máy đo quang học của Metrology. Đây là cái loại máy đo CNC toàn bộ đầu quang kết hợp với đầu chạm, có đầu drop luôn, tức là đo giống như Siemens, đo 3D, có nhiều loại kích thước cho các bạn lựa chọn, là 300, 400, 600. Thì hình ảnh rất là rõ nét, và ngoài ra thì có cái controller nữa. Cái model tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đó là cái dòng mà nó manual nhưng mà cái trục Z nó tự động, autofocus. Thì đây thì cái trục XY mình quay bằng tay, còn cái trục Z đó thì khi mà mình đo chiều cao thì mình sẽ autofocus nó. Nó cũng có cái controller như cái CNC lúc nãy mình mới được giới thiệu. Rồi cái dòng kế tiếp thấp hơn đó là cái dòng GMIP Series Practical, là cái dòng đo toàn bộ bằng tay hết, tức là đo cái trục XY cũng bằng tay, đo cái trục cao Z thì cũng focus bằng tay luôn. À, đây là cái dòng profile projector của Metrology. Như các bạn thấy thì nó cho hình ảnh rất là rõ nét, giá thành thì nó cũng rất là tốt, khoảng một nửa so với những cái thiết bị khác của Nhật. Cái này chúng ta có thể là mua cái bộ xử lý tích hợp ID, hoặc là chúng ta có thể mua phần mềm kết nối với máy tính và in ra, truyền dữ liệu vô file Excel. Rồi kế tiếp mình xin giới thiệu cái loại đây là cái bàn chống tâm dùng để đo cái độ trụ, độ đồng tâm của những cái chi tiết dạng trụ. Thì cái này thì đồng hồ so thì các nó là cái optional, mình tự mua. Rồi các bạn muốn xem chi tiết thì các bạn có thể vào cái đường link của cái website để xem và tải đi tải catalog về. Website đây, đây các bạn vô cái máy công nghiệp .net.vn và các bạn kéo xuống ở cái phần metrology, các bạn mở lên thì các bạn sẽ thấy được cái toàn bộ những cái sản phẩm mà hiện nay công ty toàn cầu đang bán trên thị trường. Rồi kế tiếp mình xin giới thiệu cái dòng King Kong Series, tức là Checkmaster gate, dùng để đo những cái tiêu chuẩn, những cái thiết bị dùng để đo chiều dài như là thước cặp van me, rồi thước đo cao, vân vân. Và đây là cái thiết bị dùng để đo cái độ độ phẳng của cái bàn đá. Thì nó kết cấu nó cũng rất là đơn giản. Hiện nay thì cái dòng này cũng đang được sử dụng rất là nhiều. Cái thiết bị đây nó giống như là có cái khối thép và gắn cái đồng hồ so lên,
thì chúng ta kiểm tra, chúng ta sẽ kéo đẩy cái thiết bị thẳng theo cái chiều dài của bàn đá và cái chiều ngang của bàn đá cũng như cái chiều xi. Cái tiếp là cái thiết bị dùng để đo cái chiều sâu, đo cái chiều sâu của cái sản phẩm. Cái nó kêu là cái cylinder depth checker. Cái này chúng ta sẽ gắn cái đồng hồ so và cái thiết bị đo sâu micrometer và thước cầm. Ở bên dưới nó thì được, chúng ta nên trang bị cái bàn đá để cho đo nó được chính xác hơn. Và đây là cái dạng đo sâu theo cái dạng hình tháp. Như các bạn thấy ở đây nó có là nhiều kích thước 50, 100, 150, 200, 250 và 300, tùy các bạn lựa chọn theo cái yêu cầu của cái sản phẩm kiểm tra của bên mình. Và đây là cái thiết bị gắn cái đồng hồ so để kiểm tra cái độ song song, cái độ vuông góc của sản phẩm. Đây, cái thanh này nó có thể nó trượt trên cái thanh đá dài này. Đây, cái này nó cũng rất là hay. Có thời gian các bạn vào trang blog của mình kiểm tra và xem cái thiết bị đó. Rồi, ngoài ra thì nó cũng có cái dạng cái thằng đá mà cái dạng tròn gắn cái đồng hồ so này. Nó cũng rất là chính xác. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ với mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Rồi đây là cái dạng bàn đá, cái dạng vuông. Rất là nhiều cái loại thiết bị điều chỉnh. Đây là cũng có cái mình cũng insert cái catalog vào trong cái lốc của mình luôn, thì nó có model rồi cho mình sử dụng hết. Mình cần cái kích thước như thế nào thì có thông số rất là rõ. Còn đây là thiết bị dùng để đo cái độ vuông góc bằng đá granite. Kế tiếp mình sẽ giới thiệu về cái thước đo cao của metrology, thước đo 1D hoặc là 2D. Đây là cái model là NHG nhập 2450i. Cái này là có gắn motor, tức là nó đo tự động, giống như về cái nguyên tắc thì nó đo giống như cái máy CMM, đo được những cái kích thước 1D, 2D, tức là đo những cái tính chất căn bản trong cái hình 2D, đo đường thẳng, đường về đường tròn, đường polyline, vân vân. Và đo 2D thì nó đo những cái tính chất như là cái độ song song, độ vuông góc, rồi đo khoảng cách tâm giữa hai điểm, rồi đo góc vân vân. Đây là những cái hình mà cấu tạo của nó có dưới đây, nó có cái bạc khí. Thì toàn bộ những cái thiết bị của Metrology là bảo hành 1 năm. Motor gắn ở trên đầu. Thì phần lắp đặt và hướng dẫn sử dụng nó cũng rất là đơn giản. Khi các bạn mua thì bên bên toàn cầu bên mình sẽ coi như là phụ trách toàn bộ những cái việc lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cho các bạn đến khi nào thành thạo. Đây là một số cái hình ảnh về sản phẩm đo. Đây, đo chiều cao, rồi đo đường rãnh, đo đường tròn, đo lỗ, vân vân. Rồi ngoài ra thì nó cũng còn cái loại gọi là 600i, tức là cái loại nó dài hơn một xíu. Đó, cái loại này thì cũng về nguyên tắc thì nó cũng giống như cái loại ở trên, kích thước nó dài hơn thôi. Đây là cái loại mà cái chất lượng nó xài cũng rất là ok, phải nói là 80 với hàng Nhật, nhưng mà giá nó chỉ có khoảng
một nửa của hàng Nhật thôi. Đây là những cái hình mà nó máy có thể đo được, đo có thể xác định được cái độ mát pin, đo khoảng cách tâm, vân vân. Rồi đây là đo đo rãnh, đo có cái điểm tham chiếu là cái mặt ở bên dưới. Rồi chúng ta có thể đo trực tiếp, có rất nhiều kích thước, thước có thể làm những cái việc rất là nhanh, mà những cái thước đo cao thông thường đo rất là khó. Rồi đây là như quý vị thấy là đo độ vuông góc giữa hai cái mặt phẳng và độ song song, vân vân, đo khoảng cách tâm giữa hai đường tròn, vân vân, đo độ song phẳng. Rồi cái cuối cùng đó là cái thước đo cao MHG gạch 21000i, tức là cái khoảng cách đo nó là có thể đo được sản phẩm cái chiều cao nó là 1000 mm. Thì cái tính năng nó cũng giống như hai cái vừa nêu. Đây là một số cái hình minh họa về cái khả năng đo của thước. Đây có thể là chúng ta có thể là quay góc hoặc là thay đổi góc tọa độ, vân vân, khoảng cách giữa hai tâm, rồi chúng ta có thể dời góc tọa độ, đo góc, rất là nhiều cái tính năng. Vừa rồi mình đã chia sẻ một số những cái sản phẩm nổi bật của Metrology. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy cái video có ích hay thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết. Xin cảm ơn, xin chào.